Mặc dù triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, nhưng những ngày qua, dịch bệnh đã xuất hiện trong cộng đồng ở một số địa phương trong huyện. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện và các địa phương có ca bệnh trong cộng đồng đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp khoanh vùng, cách ly dập dịch. Các trường hợp F0 được chuyển đến khu điều trị, một phần F1 cách ly tại khu cách ly tập trung, số còn lại đảm bảo được điều kiện cách ly được chỉ định cách ly tại nhà qua ghi nhận, hầu hết các công dân cách ly tại nhà đã và đang chấp hành tốt các quy định cách ly, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Là trường hợp tiếp xúc với F0 khi F0 đến quán, lập tức anh Hồ Đức Thuần trở thành F1. Ngay khi nhận được thông báo từ tổ giám sát COVID-19 cộng đồng của khu phố, anh Thuần đã ngay lập tức tự thực hiện các biện pháp cách ly tại cửa hàng, không tiếp xúc với người nhà mà chỉ nhận cơm và các đồ dùng thường ngày từ người nhà của mình gửi tại cổng. Mọi quy định phòng chống dịch COVID-19 được anh thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, thị trấn Lăng Chánh đã huy động mọi nguồn lực nhanh chóng xác định cụ thể từng trường hợp tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với F0 nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Hiện tại trên địa bàn thị trấn Lăng Chánh có 14 trường hợp F1, trong đó có 5 trường hợp F1 được xác định không đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà nên đã được đưa vào cách ly tại khu cách ly tập trung của địa phương, số còn lại đang thực hiện cách ly tại nhà. Theo lãnh đạo địa phương, sau khi có thông báo về các ca bệnh ngoài cộng đồng, người dân đã khẩn trương liên lạc với chính quyền địa phương, tự giác khai báo và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Hiện các ổ dịch ngoài cộng đồng đã cơ bản được kiểm soát. Có thể thấy, bên cạnh việc thực hiện nghiêm quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch thì ý thức và tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi người dân là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh phòng bệnh hơn chữa bệnh, do đó mọi người cần thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, có những biện pháp bảo vệ phù hợp kịp thời. Trong đó, cần tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng trước dịch bệnh. Ý thức người dân sẽ là những lá chắn thép quan trọng để cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.